Xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review Tiên Nghịch tập 207. Ở cuối tập trước, sau khi Thanh Lâm này khi tiên giới bị tai họa lớn sụp đổ, vẫn không chết, Siko thể nói tu vi cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ là người này tuy không chết nhưng bản thân bị thương nặng, không thể không tìm kiếm một chỗ bế quan tiềm tu. Đủ loại dấu hiệu cho thấy động phủ ở sâu trong vùng đất yêu linh chính là lựa chọn năm xưa của Thanh Lâm. Tiến vào nơi bế quan của một tiên đế chí tôn tiên giới, ngày xưa hoàn toàn bước vào bước tu đạo thứ 3. Hơn nữa tiên đế này bị thương nặng chưa khỏi hẳn. Loại chuyện này mang đến kích thích cho đám tu sĩ đại thần thông này, đủ khiến bọn họ hưng phấn. Hơn nữa trong những năm gần đây, hiểu biết thông qua nhiều lần tiến vào vùng đất yêu linh, gần như có thể xác định được người trong tiên phủ kia tuyệt đối chưa khôi phục. Theo Thiên Vận Tử phát thiệp mời, Lang Thiên Hậu cũng từ sâu trong lòng đất đi ra. Hắn đối với vùng đất yêu linh cũng có dã tâm. Từ lúc trước đã liên hệ tốt với người giúp đỡ, giờ phút này truyền ngọc giản chờ đợi bạn tốt đến. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phạm vi Thiên Vận Tinh lập tức có thêm rất nhiều tu sĩ. Một ít tu sĩ từ bên ngoài tiến đến, bọn họ đến từ những tinh cầu tu chân khác nhau. Trong đó có một số ít được mời, những người còn lại là không mời mà tới. Loại chuyện này muốn người ngoài không biết hiển nhiên là không có khả năng. Chỉ là hiện tại La Thiên và Liên Minh đánh nhau, tình hình chiến đấu ngày càng ác liệt. Gần như mỗi ngày đều xảy ra chiến đấu quy mô nhỏ, thi thoảng bùng nổ chiến đấu quy mô vừa vừa. Như vậy, những người đến đây chân chính là tu sĩ đại thần thông chỉ có khoảng vài người mà thôi. Hơn nữa, Thiên Vận Tử thân phận là thành viên của trưởng lão đoàn Liên Minh, cũng đã dọa dẫm một số ít tu sĩ đại thần thông muốn thừa nước đục thả câu, không dám dễ dàng tiến đến. Thời gian 10 ngày rất nhanh qua đi, nơi vào triều tịch từ mấy ngày trước đã có tu sĩ dừng chân ở bên cạnh. Lúc này nhìn đông đúc, càng ngày càng nhiều người. Ngay cả tu sĩ trong phạm vi Thiên Vận Tinh cũng dồn dập tới. Đối với vùng đất yêu linh không mở ra theo thời gian cố định, những người này cũng ôm ý tưởng nhân cơ hội tiến vào trong kiếm lợi. Vào ngày thứ 10, Thiên Vận Tử đến. Một mình hắn đạp hư không từng bước đi tới. Thiên Vận Tử mặc bộ áo trắng, vẻ mặt rất là bình tĩnh. Mái tóc bạc của hắn theo nhịp chân nhẹ bay, khiến cho hắn thoạt nhìn phảng phất tiên nhân chân chính. Ngoài ra ở dưới chân hắn không ngờ còn có một cây đinh ba tối đen như mực. Mỗi một lần chân Thiên Vận Tử hạ xuống đều đạp lên cây đinh ba này. Phàm là tu sĩ biết Thiên Vận Tử đều từng nghe nói qua cuộc đời Thiên Vận Tử gần như rất ít dùng pháp bảo. Chỉ với một thân có thể nói là vô số tiên thuật liền có thể chấn động trời đất. Giờ phút này khi ánh mắt mọi người ngưng tụ vào cây đinh ba dưới chân Thiên Vận Tử lập tức chấn động tâm thần. Nhưng không ai lên tiếng bàn luận mà đều nhường đường để cho Thiên Vận Tử tiến vào trên bầu trời nơi triều tịch. Ở phía dưới Thiên Vận Tử chính là nơi triều tịch, lốc xoáy khổng lồ không ngừng xoay tròn kia, nhưng lại không truyền ra bất kỳ lực hút gì. Đây chính là cửa lớn vào vùng đất yêu linh. Thiên Vận Tử xuất hiện khiến cho bốn phía lập tức yên lặng. Vẻ mặt Thiên Vận Tử như thường không nhìn ra mừng giận. Hắn bình tĩnh đứng ở đó, nhìn nơi triều tịch phảng phất như trầm tư. Không bao lâu từng hồi dao động nguyên lực trời đất từ xa xa truyền đến, lại một đám lão quái đến. Tới sau Thiên Vận Tử chính là lão già ngồi khoanh chân trên hồ lô, trên bầu trời Thiên Vận Tông khi trước Vương Lâm trở về. Lúc này đi sau lão già có 9 đồ đệ, theo hồ lô bay tới phía trên triều tịch. Lão già này khẽ mỉm cười chào hỏi Thiên Vận Tử. Thiên Vận Tử mỉm cười gật đầu, hai người không nói gì. Sau lão già này khoảng chừng hơn một khắc, từng đám mây tía tràn ngập tinh không. Mây tía này do thần thông biến thành cho nên có thể xuất hiện trong tinh không cũng không ai kỳ quái. Phía trên mây tía là một người phụ nữ trung niên đẹp, phía sau nàng là bốn người con gái trẻ đẹp. Đúng là người phụ nữ như thôn cô lúc trước mời Vương Lâm, về phần bốn người con gái trẻ đẹp kia cũng là bốn người con gái ngày đó. Một người con gái mặc áo phấn đang quan sát khắp nơi như đang tìm kiếm cái gì. Nàng chính là người mà Lang Thiên Hậu nghi ngờ là thánh nữ Côn Hư. Sau đó còn có mấy lão quái lần lượt đi đến. Chỉ có điều những lão quái này tuy tu vi bước vào bước thứ hai, nhưng phần lớn đều ở khuy niết. Sau khi đến nơi bọn họ đều tự tản ra, khẽ bàn luận với những người quen biết. Trong đó không ít tu sĩ không trong phạm vi Thiên Vận Tinh, hoặc nhóm 2, 3 người nói chuyện, hoặc một mình một người. Nhưng ánh mắt bọn họ thi thoảng lại nhìn về phía lốc xoáy khổng lồ nơi triều tịch. Không bao lâu đột nhiên từ tinh không xa xa truyền đến từng trận tiếng rít gào. Chỉ thấy từng luồng hào quang màu vàng đột nhiên xuất hiện nhanh chóng ngưng tụ ở khoảng không phía trên triều tịch. Theo ánh sáng màu vàng di chuyển, toàn bộ tinh không như bị bao phủ bên trong. Sau đó tất cả ánh sáng vàng ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành tia sáng đẹp mắt. Trong ánh sáng màu vàng này một người từ từ bước ra. Người này tóc dài không gió tự bay sau lưng, thân hình hắn khôi ngô đứng đó như một pho tượng chiến tiên. Hắn tuổi chừng 40, khuôn mặt cương nghị, trong hai mắt như có tia chớp làm cho người nhìn sẽ bị tâm thần chấn động mạnh. Hắn đứng ở đâu, đó là nơi uy nghiêm. Trong các tu sĩ bốn phía, tu vi cao thâm cũng có nhiều người. Nhưng giờ phút này, cho dù là đám tu vi cao thâm này sau khi nhìn ánh mắt người nọ cũng không khỏi cúi đầu. Người này mặc một áo choàng dài màu tím, trên bả vai một con hạc tím ba mắt đang nằm. Ánh mắt con hạc tím này cũng như điện, con ngươi chuyển động lộ ra vẻ lạnh lùng.
Khoảnh khắc người đàn ông trung niên áo choàng dài màu tím này xuất hiện, Thiên Vận Tử ngẩng đầu hơi hơi nhíu mày. Lão già ngồi trên hồ lô kia biến sắc mặt, lập tức âm trầm xuống. Thiên Vận Tử đạo hữu, nhiều năm không tới, hôm nay Tôn Mỗ được mời tới đây, cũng coi như ôn chuyện với Thiên Vận Tử đạo hữu. Người đàn ông trung niên mặc áo choàng dài màu tím kia khẽ mỉm cười, chậm rãi nói. Tôn trưởng lão khách khí. Thiên Vận Tử bình thản liếc nhìn người này một cái. Con hạc tím trên vai người đàn ông áo choàng tím này hai mắt linh động quan sát khắp nơi. Thỉnh thoảng nó còn nâng móng vuốt lên quẹt qua mặt. Không lâu sau khi người đàn ông áo choàng tím xuất hiện, trong tinh không liền có kiếm khí lượn lờ. Xa xa kiếm quang lóe lên phảng phất như vạn đạo kiếm quang tràn ngập. Ở đầu tia kiếm mang có một con kỳ lân đỏ thẫm đạp trên tinh không thẳng đến nơi đây. Trên con kỳ lân một lão già gầy khoanh chân ngồi, chính là Kiếm Tôn Lăng Thiên Hậu. Người còn chưa tới, tiếng cười đã từ từ truyền đến. Tôn huynh tốc độ thật nhanh, lão phu trên đường còn đang suy nghĩ không biết Tôn huynh đã đến hay chưa. Người đàn ông áo choàng tím trên mặt lộ vẻ mỉm cười, nói: "Kiếm Tôn mời tự nhiên phải tới, chẳng những ta đến đây, mà vị kia cũng đồng ý lời mời của ngươi." Hai mắt Kiếm Tôn Lăng Thiên Hậu tuôn ra tinh quang, vẻ mừng rỡ chợt lóe mà qua trong mắt. Giờ này phút này ở phía dưới triều tịch, trên vùng đất yêu linh cũng xuất hiện biến cố. Vùng đất yêu linh được chia thành 9 quận. Trong mấy trăm năm này có một bộ lạc tên là Luyện Hồn ở trong quận Thiên Yêu. Cùng quận Hỏa Yêu trở thành một cỗ lực lượng mới trỗi dậy. Bộ lạc này tràn ngập tính tấn công, không ngừng cắn nuốt và dung hợp rất nhiều bộ lạc. Cho đến ngày nay bộ lạc này trở thành thế lực cực kỳ hùng mạnh trong hai quận. Người trong tộc vượt quá vài trăm vạn, bộ lạc khổng lồ như thế cho dù là binh lính hai quận cũng cực kỳ kiêng kỵ. Nhưng kỳ dị chính là bộ lạc này phát triển như thế lại không khiến cho cổ yêu có hành động gì. Điều này khiến rất nhiều người khó hiểu. Điều sâu sắc nhất khiến cho binh lính vùng đất yêu linh kiêng kỵ chính là gần như từng người trong bộ lạc Luyện Hồn đều có được thần thông mạnh mẽ. Thường thường lấy ra một cây cờ lớn liền có vô số hồn phách gào thét, hồn phách dung hợp hóa thành hồn thú có thể cắn nuốt tất cả kẻ thù. Nhất là mấy tên đầu lĩnh thần thông càng kinh người. Trong đó có một người tên là Thập Tam, hắn điên cuồng sưu tập hồn phách tu luyện, đã có được thực lực đối kháng với yêu soái. Còn có đại trưởng lão bộ lạc Âu Dương Hoa, có được 99 cây cờ. Nếu toàn bộ lấy ra lập tức liền có vài triệu hồn phách biến ảo ra, tràn ngập đầy trời đất, cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nói dân bản địa vùng đất yêu linh kết cấu thân thể khác với tu sĩ, tốc độ tu luyện lại không thể so sánh. Nhưng bộ lạc Luyện Hồn này phát triển cũng thật sự quá nhanh. Phát triển như vậy đại biểu cho mấy trăm năm nay có rất nhiều hồn phách bị bọn họ hấp thu. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Bộ lạc Luyện Hồn này có vô số chi nhánh, tràn ngập gần như khắp nơi 9 quận yêu linh. Mỗi một chiến trường thượng cổ, mỗi một lần các quận đại chiến, mỗi một bộ lạc khác trong mấy trăm năm nay đều bị bộ lạc Luyện Hồn tra xét. Hôm nay bộ lạc Luyện Hồn gần như dốc toàn lực lượng, vài trăm vạn người tộc Luyện Hồn đều tự cầm cờ của mình thẳng tiến quận Hỏa Yêu. Từ xa nhìn lại, mặt đất một mảnh cờ cuồn cuộn, cực kỳ đồ sộ. Trong quận Hỏa Yêu không có cổ yêu, trong mấy trăm năm nay lại càng chia năm xẻ bảy. Nguyên bản bị quận Thiên Yêu chiếm cứ, như năm xưa quận Thiên Yêu thiệt hại cực kỳ nghiêm trọng. Trong thời gian ngắn không thể khôi phục chỉ có thể buông tha. Vì thế liền mang đến cơ hội cho bộ lạc Luyện Hồn, trải qua vài trăm năm chém giết. Ngày hôm nay bộ lạc Luyện Hồn dưới sự dẫn đầu của Âu Dương Hoa, Thập Tam và mấy đầu lĩnh triển khai cuộc chiến đoạt quận. Ở bên trong đại quân có một pho tượng đá màu đen được hơn 10 người khiêng. Những người tộc Luyện Hồn khi nhìn về phía tượng đá này ánh mắt đều lộ vẻ cuồng nhiệt sùng kính. Mấy trăm năm qua đi không ai quên, mặc dù là tộc nhân mới gia nhập, cũng ngày qua ngày nghe đến rất nhiều truyền thuyết bất hủ liên quan đến người được tạc tượng này. Tượng đá này phía trên điêu khắc chính là hồn của bộ lạc Luyện Hồn bọn họ, là vương giả của bộ lạc Luyện Hồn bọn họ, càng là lão tổ của bọn họ. Từng ngày từng năm trôi qua, tượng đá này không lúc nào không được mấy trăm vạn người cuồng nhiệt sùng kính. Lúc này tượng đá như có một cỗ lực lượng kỳ dị, càng thêm bóng loáng mượt mà. Lão tổ rời đi, nhưng chúng ta tin tưởng vững chắc sẽ có một ngày lão tổ sẽ trở về. Lão tổ sẽ không quên chúng ta. Tinh không bên ngoài Thiên Vận Tinh, nơi Đông Hải triều tịch lúc này rất nhiều tu sĩ tràn ngập bốn phía, chờ đợi khoảnh khắc triều tịch mở ra. Lăng Thiên Hậu ở đó, ngồi trên một con kỳ lân màu đỏ, nghe người đàn ông áo choàng tím họ Tôn nói, trong mắt chợt lóe lên vẻ mừng như điên. Nhưng hắn lại không hỏi nhiều, sau khi tới gần chiếm một vị trí. Ánh mắt hắn nhìn lên lốc xoáy phía dưới triều tịch. Bốn phía dần dần không còn người đến, Lăng Thiên Hậu lại nhíu mày. Ánh mắt hắn từ trên triều tịch thu hồi, nhìn về phía xa xa. Chẳng những là hắn, ngay cả lão già ngồi trên hồ lô cũng hơi nhíu mày, nhìn ra hư không vô tận giống như đang đợi cái gì. Chỉ có Thiên Vận Tử vẻ mặt như thường, không có bất kỳ biến hóa, chỉ lặng lặng chờ đợi. Thời gian chậm rãi qua đi, phần đông tu sĩ phía ngoài triều tịch dần dần nổi lên tiếng bàn bạc. Có một số người tin tức linh thông đại khái biết được một chút tin tức. Nhưng càng nhiều tu sĩ lại biết rất ít, đều có chút khó hiểu đám tu sĩ đại thần thông này rốt cuộc là chờ cái gì. Nhưng khi từng hồi tiếng bàn bạc dần dần vang lên, Thiên Vận Tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn tinh không xa xa. Trong mắt hắn hiện lên một vẻ mặt có ý vị sâu xa. Đến rồi.
Mấy giây sau khi Thiên Vận Tử có phát hiện, người đàn ông áo choàng tím cũng nhìn phía xa xa. Hắn đã sớm biết hết thảy thông qua Lăng Thiên Hậu, trong lòng đối với Vương Lâm này cũng có chút thưởng thức. Có thể sống sót dưới tay Thiên Vận Tử đến nay, cũng không phải kẻ yếu. Sau người đàn ông áo choàng tím, họ Tôn đó là Lăng Thiên Hậu và lão già khoanh chân ngồi trên hồ lô, còn có người phụ nữ trung niên như thôn cô. Hơn nữa xa xa một người đàn ông mặc áo đen nhìn như cực kỳ tầm thường. Nhưng quanh hắn trăm trượng lại không có bất kỳ tu sĩ nào dám tới gần. Bốn người này gần như đồng thời phát hiện ánh mắt đều hướng về tinh không. Sau đó mới là những lão quái còn lại cùng với một số ít tu sĩ. Tinh không phía xa xa giờ phút này vang lên từng tiếng gào thét kỳ dị dần dần được tất cả tu sĩ phát hiện. Một lát sau một hồi tiếng hô kinh hãi từ trong đám người truyền ra. Phàm là những người nhìn thấy cảnh tượng phía xa xa gần như tất cả ánh mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy trong tinh không trước mặt một quái vật lớn khoảng trăm trượng, bốn chân chạm đất bay nhanh đến nơi này. Vật cưỡi cự ma tộc. Ngay lập tức có người trong đám người nhận ra thân phận của con quái vật lớn này. Đây không phải người cự ma tộc tầm thường. Ngươi nhìn dấu ấn ở mi tâm hắn, đây rõ ràng là hoàng tộc cự ma tộc. Tu sĩ phía ngoài triều tịch không thiếu người kiến thức rộng rãi. Giờ phút này lập tức có người nhìn ra thân phận của Lôi Cát. Tu sĩ có thể có được vật cưỡi cự ma tộc tất nhiên là đại thần thông. Chỉ là không biết rốt cuộc người này là ai. Vật cưỡi cự ma tộc trăm trượng này rõ ràng đã có thần thông trời cho. Chỉ riêng tên cự ma tộc này đã cực kỳ mạnh mẽ. Tu sĩ có thể ngồi trên người hắn tuyệt đối không đơn giản. Cũng chưa chắc. Nói không chừng người đó quan hệ thật tâm đầu ý hợp với cự ma tộc. Trên thực tế tu vi cũng không cao. Bốn phía tu sĩ bàn luận đều bởi vì vật cưỡi cự ma tộc này xuất hiện, giống như nổi lên một cơn sóng lớn, phát ra những tiếng ông ông. Theo vật cưỡi cự ma tộc càng ngày càng gần, ngay lập tức có người nhìn thấy rõ người trên lưng cự ma tộc. Chỉ nhìn thoáng qua liền hít sâu một hơi lạnh. Chỉ thấy trên lưng cự ma tộc này, trước hết xuất hiện là bốn người. Bốn người này toàn bộ đều là tu sĩ khuy niết. Trong đó ba người có danh tiếng lẫy lừng ở thiên vận tinh này. Trần Đạo Tam Tử. Trần Đạo Tam Tử này mỗi người đều có tu vi khuy niết. Ba người luôn luôn không rời nhau, thường là đều ra tay, cho dù là tu sĩ khuy niết hậu kỳ cũng vô cùng đau đầu. Ba người này vì sao ở trên lưng vật cưỡi cự ma tộc? Hay là vật cưỡi cự ma tộc này thuộc về ba người bọn họ? Còn có tên tu sĩ đầu to ở bên cạnh. Người này rất xa lạ nhưng không ngờ tu vi cũng là khuy niết. Bốn tu sĩ khuy niết, phải biết rằng tùy tiện một người trong bọn họ cũng gần như có thể tạo nên một hồi sóng gió, được tuyệt đại bộ phận tu sĩ ngưỡng mộ. Giờ phút này bọn họ đồng thời xuất hiện, phương diện này chắc có gì huyền diệu. Khi càng ngày càng nhiều tu sĩ thấy rõ người trên lưng cự ma tộc kia, tiếng bàn luận chợt ít dần, thay vào đó lại là một cỗ rung động. Cho dù là đám người Lăng Thiên Hậu cũng ngẩn ra, ánh mắt lộ tinh quang. Chỉ thấy trên lưng Lôi Cát, phía sau Trần Đạo Tam Tử và đầu to. Theo Lôi Cát không ngừng tới gần, xuất hiện trong ánh mắt mọi người là một lão già áo đỏ. Người này thân hình cực lớn, giống như là núi thịt, từ xa nhìn lại giống như có một cỗ lực rung động. Tu vi tịnh niết sơ kỳ tràn ngập khiến cho tất cả những người tu vi thấp hơn hắn đều chấn động tâm thần. Phù Phong Tử. Tên tuổi lão già núi thịt Phù Phong Tử này trong phạm vi thiên vận tinh có thể nói là tiếng tăm lẫy lừng. Giờ phút này hắn vừa hiện thân tự nhiên bị rất nhiều người nhận ra. Phù Phong Tử này không ngờ trở thành người giúp đỡ Vương Lâm kia. Lão già ngồi trên hồ lô kia, hai mắt chợt lóe không người thấy. Nếu chỉ là Trần Đạo Tam Tử và tu sĩ đầu to kia, hắn còn không coi ra gì, nhưng Phù Phong Tử thì khác hẳn. Ở bên cạnh Phù Phong Tử còn có một người con gái mặc áo màu bạc. Hai mắt người này tràn ngập linh động, cũng tràn ngập một cỗ khí tức cực kỳ linh hoạt sắc bén. Khí tức này giống như một cây kéo, có thể cắt đứt toàn bộ ý thức thăm dò. Lại là một tịnh niết sơ kỳ. Tu sĩ bốn phía lập tức lại ổ lên. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi, nhưng ngay sau người con gái áo bạc không xa, thân hình kiệt ngạo của Tư Đồ Nam khóe miệng mang theo một tia cười lạnh lẽo ngạo nghễ thiên hạ lại một lần nữa khiến cho đám tu sĩ nhìn xem chấn động. Tu sĩ tịnh niết thứ ba. Ta biết người này, hắn là Tư Đồ Nam, cung chủ Hồng Phấn Cung danh tiếng mới nổi lên ở Thiên Vận Tinh trong những ngày gần đây. Người phụ nữ trung niên như thôn cô kia, vẻ mặt xinh đẹp tuyệt trần hơi nhăn lại, ánh mắt lộ vẻ chán ghét. Nàng tuy không ở tại Thiên Vận nhưng cũng nghe qua tiếng xấu của Tư Đồ Nam này. Nàng có chút không rõ một tu sĩ tịnh niết đại thần thông vì sao lại bị ổi như thế. Vẻ mặt Thiên Vận Tử bình tĩnh, nhìn mọi người trên lưng vật cưỡi cự ma tộc, nhìn không ra hắn đang nghĩ gì. Ba tu sĩ tịnh niết gây nên sự chấn động cho mọi người xung quanh thật sự là quá lớn, xa xa vượt quá sự rung động so với bốn tu sĩ khuy niết. Bốn tu sĩ khuy niết, ba lão quái tịnh niết. Rốt cuộc là ai có quan hệ như vậy, có thể mời bảy người này đến trợ giúp. Tốc độ Lôi Cát dần dần chậm lại, nhưng mặc dù như thế cũng đã bay tới gần, thân hình Vương Lâm chậm rãi xuất hiện trong mắt mọi người. Toàn thân hắn quần áo trắng như tuyết, tóc dài nhẹ bay, vẻ mặt lạnh lùng, trong hai mắt ẩn chứa nhật nguyệt càn khôn. Vương Lâm bình tĩnh đứng ở giữa Trần Đạo Tam Tử, đầu to, Phù Phong Tử, người con gái áo bạc và Tư Đồ Nam. Trong nháy mắt này ánh mắt vô số tu sĩ xung quanh ngưng tụ đến.
Vào khoảnh khắc Vương Lâm xuất hiện, Tinh Ngân Điêu trên vai người đàn ông áo choàng tím họ Tôn mạnh ngẩng đầu. Trong con mắt linh động lóe ra tia sáng kỳ dị. Thân hình nó run lên, thân hình đang muốn xông ra thì Vương Lâm giống như tùy ý cười nhìn thấy. Hơi ôm quyền hướng về phía người đàn ông áo choàng tím. Trên mặt người đàn ông áo choàng tím lộ vẻ mỉm cười gật gật đầu, tâm thần đặt lên Tinh Ngân Điêu trên vai. Con điêu này được hắn nuôi từ nhỏ, cực kỳ yêu thích. Vừa rồi sự kỳ dị của Tinh Ngân Điêu này làm khơi lên sự chú ý của hắn. Nhưng lúc này Tinh Ngân Điêu khôi phục như thường, không có gì khác lạ khiến cho người đàn ông áo tím này có chút kỳ quái. Vạn người nhìn vào, vẻ mặt Vương Lâm không chút biến hóa. Theo Lôi Cát tới gần, vẻ mặt hắn bình thản hướng về đám người Thiên Vận Tử ôm quyền, thản nhiên nói: "Vương mẫu ra mắt các vị tiền bối Thiên Vận Tử, Kiếm Tôn. Sau khi nhận được thiệp mời hơi có chút việc dây dưa cho nên đến chậm một chút." Lăng Thiên Hậu nhìn Vương Lâm chằm chằm, sâu trong mắt nổi lên một tia kiêng kỵ. Hắn vĩnh viễn không thể quên được hào quang đáng sợ kia. Nếu không phải hắn bỏ chạy nhanh, hơn nữa sau này đạo hào quang đó hấp thu đủ thiên địa lực. Nếu không bản thân hắn chỉ sợ hôm nay không thể đứng ở nơi này. Đối với Vương Lâm, tâm tính của Lăng Thiên Hậu dĩ nhiên thay đổi, không muốn tùy tiện trêu chọc. Giờ phút này trên mặt hắn lộ ra nụ cười, lắc đầu. "Vương đạo hữu khách khí rồi, không cần phải xưng là tiền bối, gọi lão phu là Lăng Thiên Hậu là được." Lời hắn vừa nói lập tức làm đám tu sĩ xung quanh ổ lên. Từng ánh mắt khó tin nhìn vào người Vương Lâm. Lăng Thiên Hậu là ai? Đó chính là tu sĩ đại thần thông gần bằng Thiên Vận Tử, trong phạm vi Thiên Vận Tinh danh tiếng gần đến đỉnh. Có thể khiến cho hắn xưng hô một tiếng đạo hữu, trừ một số ít lão quái, không người nào có thân phận này. Một câu đạo hữu lúc này của Lăng Thiên Hậu khiến cho đám tu sĩ bốn phía đều chấn động tâm thần. Thiên Vận Tử liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái. Vẻ mặt hắn thủy chung không có gì biến hóa. Giống như cảnh tượng mấy tháng trước chưa từng xảy ra. Hắn hơi gật đầu, chậm rãi nói: "Không sao." Ánh mắt Vương Lâm ngưng động, không chút thay đổi hướng về phía lão già ngồi trên hồ lô và người phụ nữ trung niên như thôn cô kia chào hỏi. Hắn lại mỉm cười nhìn thoáng qua một người đàn ông mặc đồ đen vẻ mặt lạnh lùng không có người nào gần hắn trăm trượng, hơi chút ôm quyền tỏ ý. Người đàn ông lạnh lùng đồ đen kia cũng đồng dạng ôm quyền, vẻ mặt vẫn lạnh như băng. "Người đã đủ, mở Đông Hải triều tịch." Tay áo Thiên Vận Tử vung lên, lập tức liền có một đạo ánh sáng bảy màu hiện lên. Lập tức ánh sáng biến hóa thành một lệnh bài. Lệnh bài này chỉ khoảng bàn tay nhưng tản ra hào quang vạn trượng nhức mắt. Trong khoảnh khắc tuyệt đại bộ phận tu sĩ xung quanh hai mắt hoa lên, lệnh bài bay thẳng đến trung tâm lốc xoáy triều tịch. Lúc này mở ra cũng không phải là nơi triều tịch vận hành bình thường. Như vậy cũng không có lực hút khủng bố như năm xưa tràn ra. Mà khi lệnh bài rơi vào nơi sâu, lập tức xuất hiện một lốc xoáy nghịch chuyển. Lốc xoáy nghịch chuyển này nhanh chóng phóng to, chớp mắt liền hình thành một hố đen. Từng hồi khí tức yêu linh quen thuộc với Vương Lâm chậm rãi lộ ra. Bốn tiên phủ toàn bộ mở ra, lại mở ra động phủ thứ năm. Lão phu đi trước một bước, chờ tin lành của các vị. Thân hình Thiên Vận Tử nhoáng một cái hóa thành một luồng ánh sáng bảy màu, cuốn đinh ba bay thẳng đến hố đen. Ánh mắt Vương Lâm đảo qua cây đinh ba kia, lúc trước hắn đã chú ý cây kích này. Từng cảm giác quen thuộc từ trên truyền lại khiến hắn gần như có thể kết luận tức thì. Vật ấy chính là pháp bảo năm xưa Đồ Ti luyện chế. Pháp bảo này là một pháp khí năm xưa Đồ Ti cực kỳ vừa lòng, chỉ là trên pháp bảo này không có ngưng tụ ra khí linh. Vì để pháp bảo này hoàn mỹ, Đồ Ti để nó ở trên một tinh cầu, hóa thành ba ngọn núi. Muốn dùng sơn hồn toàn bộ tinh cầu ngưng tụ ra hồn pháp bảo. Vốn hắn chuẩn bị đợi thần thông vương tộc phân hóa, mà thành sau đó đến lấy pháp bảo. Nhưng chuyến đi này một đi không về, sau khi nhìn thấy cây đinh ba theo Thiên Vận Tử tiến vào hố đen, ánh mắt Vương Lâm lộ ra một tia phiền muộn. Phiền muộn này đến từ tiếc nuối trong trí nhớ Đồ Ti. Lăng Thiên Hậu và người đàn ông áo choàng tím kia đồng thời hóa thành cầu vồng, bay thẳng đến hố đen. Nhưng lập tức thân hình hai người ngừng lại. Ngay khi Vương Lâm chuẩn bị tiến vào hố đen, đột nhiên hắn xoay người nhìn về phía tinh không. Ở phía trước hắn, lão già trên hồ lô cùng đám người Tư Đồ Nam càng nhanh hơn một chút nhìn về phía xa xa. Trong tinh không xa xa, một cơn sóng gợn vặn vẹo. Trong nháy mắt lại có một lão già thân hình biến ảo ra, hắn bước một bước liền đi tới gần. Lăng Thiên Hậu và người đàn ông áo choàng tím đang muốn đi vào hố đen, lập tức dừng lại. Người đàn ông áo choàng tím vẻ mặt lộ ra cung kính hiếm thấy, khom người nói: "Tôn Thiện bái kiến đại trưởng lão." Tôn Thiện mặc dù là trưởng lão nhưng cũng không phải là thành viên trưởng lão đoàn liên minh. Lúc này trên mặt hắn cung kính phát ra từ trong đáy lòng, cũng không có bất kỳ làm bộ nào. Hiển nhiên hắn đối với lão già đột nhiên xuất hiện cực kỳ kính trọng. "Vãn bối tham kiến đại trưởng lão." Vẻ mặt Lăng Thiên Hậu đồng dạng lộ ra sự cung kính. Với tính cách của hắn, người có thể khiến hắn lộ ra vẻ cung kính thật sự không nhiều. Con ngươi trong mắt Vương Lâm co rụt lại, thần thông lão già vừa đến thi triển ra rõ ràng là dung nhập vào trong thiên địa. Ở trên người lão già này lại tản mát ra khí tức khiến Vương Lâm kinh hãi. Khí tức này hoàn toàn khác với Thiên Vận Tử. Nếu Thiên Vận Tử là biển rộng sâu không lường được,
thì lão già trước mắt này chính là một ngọn núi khai thiên tích địa thẳng hướng trời cao. Dưới khí thế vô biên tràn ngập kia, lập tức có thể khiến cho đám người tu vi thấp kém bốn phía đều biến sắc mặt. Càng có không ít người trực tiếp phun máu tươi nhanh chóng lùi về sau. Ánh mắt Tư Đồ Nam chợt lóe, lẩm bẩm nói: "Toái niết." Hắn trầm ngâm một lát, trong lòng rộ lên cười lạnh. Loại khí tức ngạo nghễ thiên hạ và tính cách kiêu ngạo khiến mắt hắn lóe tinh quang. Nếu muốn sống khoái hoạt ở tu chân giới nhất định phải có tu vi đè trời đất. Toái niết, lão tử trước giờ vẫn rất lười biếng rồi. Lão già kia mặc áo choàng toàn thân màu vàng, tóc nửa trắng nửa đen, lại tràn ngập một cỗ tang thương, vẻ mặt hắn bình tĩnh, nhìn thoáng qua Lăng Thiên Hậu, trên mặt lộ ra nụ cười tán thưởng. "Chúng ta đã bao lâu không gặp?" Vẻ mặt Lăng Thiên Hậu lộ ra vẻ hồi tưởng, cảm khái cung kính nói: "Vãn bối đã nhớ không rõ, rất lâu rồi." Lão già áo choàng màu vàng thở dài, chậm rãi nói: "Năm xưa ngươi và Thiên Vận Tử đồng thời đạt được tư cách. Lão phu tự mình đưa hai ngươi vào thánh địa Côn Hư. Lúc này nhoáng cái trôi qua mấy vạn năm, hai người các ngươi, một đã trở thành trưởng lão liên minh. Cho dù lão phu cũng có chút kiêng kỵ, một người tu vi cũng đạt tới loại trình độ này." Lăng Thiên Hậu trầm tư, nhưng vẻ hồi tưởng trong mắt cũng càng nồng đậm. "Mấy tháng trước ta nhận được ngọc giản của ngươi còn đang suy nghĩ rốt cuộc có nên đến một chuyến hay không. Vốn không nghĩ đến, dù sao chiến sự với La Thiên căng thẳng, sư huynh trọng huyền tử của lão phu lại không thể phân thân. Nhưng nghĩ đến chuyện giữa ngươi và Thiên Vận Tử, vẫn là quyết định đến một lần, chấm dứt chuyện giữa hai ngươi." Lão già nói tới đây, trong mắt mơ hồ lộ ra một tia quyết đoán và ý nghĩ sâu xa. Lăng Thiên Hậu chấn động tâm thần, ngẩng đầu nhìn lão già trầm giọng nói: "Cảm ơn hư không tử tiền bối rất nhiều. Đi thôi, vùng đất yêu linh này lão phu chỉ nghe nói, vẫn chưa tới, lần này đến nhìn một lần." Lão già vung tay áo, nhìn thoáng qua người phụ nữ trung niên như thôn cô kia. Ánh mắt hắn hơi đảo qua người con gái áo phấn bên cạnh người phụ nữ trung niên, trong mắt lộ ra thiện ý, trực tiếp đi vào hố đen. Lăng Thiên Hậu và người đàn ông áo choàng tím trái phải đi theo, bước vào lốc xoáy. Vương Lâm trầm ngâm một lát, ánh mắt lóe lên. Hắn nhảy lên đồng thời cùng Tư Đồ Nam đi vào. Phù Phong Tử và người con gái áo bạc đi theo. Trần Đạo Tam Tử cùng với đầu to đi sau, bọn họ đi thẳng vào lốc xoáy. Lôi Cát thân hình thu nhỏ lại thành người đàn ông vạm vỡ vài trượng, cất bước đi theo mọi người vào lốc xoáy. Lão già ngồi khoanh chân trên hồ lô, còn có người đàn ông đồ đen cao ngạo lạnh lùng kia nhoáng một cái cũng đi vào hồ đen. Về phần người phụ nữ trung niên như thôn cô kia do dự một chút, nhìn người con gái áo phấn bên cạnh. Người con gái áo phấn kia khẽ mỉm cười, giống như một đóa hoa hồng nở rộ, hạ giọng nói: "Hà Di yên tâm đi, vùng đất yêu linh này, Tịch Huyên có pháp bảo đại sư tỷ đưa cho, dư sức tự bảo vệ. Huống chi nhị sư tỷ không phải khiến cho hư không tử tiền bối đến đây sao?" Người phụ nữ trung niên trầm ngâm một lúc, gật gật đầu mang theo bốn người con gái tiến vào trong hố đen. Trong bốn người, ánh mắt Thiên Cầm lộ vẻ phức tạp. Lúc nãy Vương Lâm xuất hiện nàng vẫn nhìn, giờ phút này nghĩ đến lúc gặp đối phương ở vùng đất yêu linh, nàng thầm than, thầm nhủ trong tim: "Không biết hắn có còn nhớ rõ ta hay không?" Phía sau mọi người, hàng loạt tu sĩ xung quanh chen chúc đi thẳng đến hố đen. Nhưng phần lớn tu sĩ này chỉ có một bộ phận vừa tiến vào thì hố đen ngừng xoay tròn, không ngờ lại xoay ngược lại trong phút chốc biến mất. Một nửa tu sĩ thân hình mới vào hố đen một nửa, trong biến cố bất thình lình lập tức thân hình sụp đổ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, như vậy khiến cho các tu sĩ phía sau lập tức vội vàng bay lui. Hố đen kia mang theo một tia khí tức máu tanh, biến mất không thấy. Giống như là đóng cửa ngăn cản tất cả người tiến vào. Tu sĩ xung quanh mang theo tiếc nuối chậm rãi tản ra, cũng có một số người không cam lòng. Nhưng đợi mấy ngày sau cuối cùng cũng đành buông tha, rời đi. Đông Hải triều tịch lại một lần nữa khôi phục sự yên lặng. Trong vùng đất yêu linh, mặt trời rực lửa treo trên cao, từng cơn sóng nhiệt theo gió xông lên, theo mặt đất di động. Trên mặt đất từng cỗ xác chết tản mát ra mùi thối rữa hấp dẫn đến rất nhiều yêu linh như ngốc ưng, hấp thu tử khí trên đám xác chết kia. Đây chỉ là một góc ở trong quận Hỏa Yêu. Đưa mắt nhìn, quận Hỏa Yêu này xác chết như núi, dưới cái nóng mặt trời lại càng thối rữa rất nhanh. Gió thổi xốc lên quần áo trên vô số xác chết kia, lộ ra làn da đã biến đen bên dưới. Một hồi đại chiến lan tràn ở quận Hỏa Yêu này. Theo sự tấn công của bộ lạc luyện hồn, quận Hỏa Yêu vốn chia năm xẻ bảy, từng thế lực nhỏ sụp đổ. Nếu không hàng, chính là chết. Ở một nơi rất xa, đô thành của quận Hỏa Yêu. Ngày xưa là nơi ở của một trong cửu linh cổ yêu, giờ phút này bị một cỗ thế lực cuối cùng của quận Hỏa Yêu chiếm cứ. Cỗ thế lực này vào trăm năm trước từng là tinh nhuệ, trong rất nhiều binh lính quận Hỏa Yêu, được gọi là Hỏa Yêu Linh Quân. Do hai vị yêu soái, tám yêu tướng thống lĩnh, quận Hỏa Yêu sau thất bại trận chiến năm xưa, Hỏa Yêu Linh Quân thiệt hại rất nghiêm trọng. Nhưng so với các thế lực khác cũng vẫn mạnh mẽ một phương, chiếm cứ đô thành, còn sót lại chính thống quận Hỏa Yêu. Giờ phút này bên ngoài thành Hỏa Yêu, đại quân bộ lạc luyện hồn rậm rạp vây quanh. Trên bầu trời lại có vô số tộc nhân bay lơ lửng, từng người quanh thân vây quanh mấy cây cờ lớn, hình thành một màn sương đen nồng đậm đến cực điểm tràn ngập đất trời.
Trong sương mù từng hồi tiếng quỷ khóc bén nhọn không ngừng, gần như hóa thành một cơn gió lốc quét ngang mặt đất. Tiếng hồn phách rít thê lương kia trở thành một thanh âm duy nhất trong trời đất. Quân bộ lạc luyện hồn, ở ngoài cửa đô thành Hỏa Yêu, một pho tượng đá màu đen thật lớn được mấy tộc nhân khiêng. Những tộc nhân khiêng tượng đá này, vẻ mặt lộ ra nồng đậm cuồng nhiệt. Có thể được tuyển từ vài trăm vạn tộc nhân ra làm người khiêng tượng đá cho lão tổ. Đối với bọn họ mà nói chính là cực kỳ vinh quang, cả đời huy hoàng. Ê! Trên bầu trời có một lão già, vẻ mặt tràn ngập uy nghiêm. Hắn mặc áo choàng dài màu đen. Ở bên cạnh hắn vài chục cây cờ vây quanh, hình thành một cơn lốc xoáy màu đen. Yêu xoáy mục vận, hạt kim, cho tới bây giờ các ngươi hàng hay không hàng? Thanh âm lão già này như gió thổi qua, trong khoảnh khắc truyền ra gió xoáy màu đen ngoài thân thể. Liền có tiếng gào thét bén nhọn quanh quẩn tận trời. Nếu chỉ vậy cũng còn đỡ, nhưng vào khoảnh khắc thanh âm lão già truyền ra, trăm vạn tộc nhân luyện hồn vây quanh bên ngoài đô thành Hỏa Yêu gần như đồng thời gào thét. Hàng hay không hàng? Mấy trăm vạn tộc nhân đồng thời gào thét, thanh âm này dĩ nhiên không cách nào hình dung. Giống như trời đất đều chấn động run rẩy, hết thảy tiếng sấm đều không thể so sánh. Đám yêu binh còn sót lại bên trong thành Hỏa Yêu đều rung động tâm thần. Chỉ thấy bên tai ầm một tiếng, trong đó một bộ phận trực tiếp thất khiếu đổ máu mất đi chi giác. Âu Dương Hoa, ngươi chớ khinh người quá đáng. Một thanh âm phẫn nộ từ trên tường thành truyền ra, đó là một thanh niên to cao mặc áo giáp. Áo giáp này từ xa nhìn lại giống như một con bọ cạp. Người đàn ông vạm vỡ này hai mắt đầy tia máu. Ánh mắt mang theo thù hận, hắn nhảy dựng lên, không nhằm vào Âu Dương Hoa ở trên bầu trời, mà đánh thẳng đến tượng đá màu đen trong đám người. Cho dù là chết cũng phải hủy vật này. Tốc độ người đàn ông vạm vỡ này quá nhanh, hóa thành một bóng mờ. Trong giây lát hắn liền đi tới cạnh tượng đá, tay phải vung lên, hét lớn hung hăng chụp xuống. Nhưng quỷ dị chính là tất cả người của bộ lạc luyện hồn gần như đều lộ ra ánh mắt châm chọc. Ngay cả Âu Dương Hoa cũng cười lạnh không ngăn cản. Trong khoảnh khắc người đàn ông vạm vỡ kia vỗ tay phải xuống, bên tai hắn bỗng nhiên vang lên một thanh âm lạnh như băng. Người nào muốn tổn thương tượng đá chủ ta? Chết! Thanh âm này vang lên từ một người đàn ông tướng mạo cực kỳ bình thường bên cạnh tượng đá. Người đàn ông này toàn thân màu đen, lộ ra vẻ băng lãnh cực đoan. Nếu là có người quen thuộc với Vương Lâm sau khi nhìn thấy người này chắc chắn rất kinh ngạc. Khí chất người này và Vương Lâm không ngờ có 6, 7 phần tương tự. Người đàn ông này thân hình tiến về trước, tay phải giống như tùy ý vung lên, một quyền đánh ra. Lập tức liền có vô số hồn phách từ trong cơ thể hắn lao ra, điên cuồng dung nhập trong gió hình thành một trận gió lốc. Ầm một tiếng, quyền va chạm lên người đàn ông vạm vỡ kia. Người đàn ông vạm vỡ này phun ra một ngụm máu tươi, áo giáp toàn thân vỡ từng mảnh, thân thể lại có từng tiếng xương cốt vỡ răng rắc vang lên. Người mạnh nhất bộ lạc luyện hồn, thập tam. Người đàn ông vạm vỡ này cười chua xót, thân hình ầm một tiếng tan ra, hoàn toàn sụp đổ. Hắn vốn là ngọn đèn hết dầu, giờ phút này lại bị đòn nghiêm trọng, lập tức bỏ mình. Âu Dương Hoa cười dài, tay phải chỉ về đô thành Hỏa Yêu, hét lên: "Hồn diệt!" Lời hắn vừa nói ra, lập tức mấy trăm vạn tộc nhân bốn phía toàn bộ lấy cờ ra. Lập tức vô biên vô hạn hồn phách không thể tưởng tượng lao ra hình thành một màn xương đen tràn khắp trời đất, che phủ toàn bộ quận Hỏa Yêu, nhất thể ngưng tụ ở đô thành Hỏa Yêu. Hàng, trên tường đô thành Hỏa Yêu, một người con gái mặc áo giáp xanh than nhẹ một tiếng. Quận Hỏa Yêu giờ phút này hoàn toàn trở thành đô thành của bộ lạc luyện hồn. Bộ lạc luyện hồn trở thành một trong 9 thế lực lớn trong vùng đất Yêu Linh. Tượng đá màu đen kia sẽ được đặt ở nơi linh hồn cổ yêu ngày trước, trở thành hết thảy tinh thần ký thác của bộ lạc luyện hồn, giống như cổ yêu năm xưa. Ngay khi thập tam nhấc chân chuẩn bị đi hướng vào đô thành, thân hình hắn bỗng nhiên run lên dữ dội. Vẻ mặt lạnh như băng trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là dao động mấy trăm năm nay chưa từng có. Hắn run rẩy mạnh ngẩng đầu. Lão tổ, đã trở lại. Trên bầu trời của Yêu Linh chi địa nháy mắt đã gió thổi mây cuốn, xu át hiện kịch biến khác thường. Chỉ thấy tầng tầng lốc xoáy bỗng nhiên xuất hiện, quanh quẩn giữa không trung. Phảng phất như có một cỗ lực lượng xé rách thiên địa, nhấc lên phong song tẩu thạch, tàn phá mặt đất. Biến cố bất ngờ lập tức khiến cho những người đang ở trong Yêu Linh chi địa tâm thần hoảng sợ, đều ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Lốc xoáy trên bầu trời càng lan tràn, cuối cùng như tràn ngập toàn bộ tinh không của Yêu Linh chi địa. Lốc xoáy cấp tốc xoay tròn giống như phong tạo từ cửu thiên giáng xuống. Bên trong Yêu Linh chi địa, ở Mộc Yêu quận có một cái hạp cốc rất sâu. Nơi này tương đối hẻo lánh, hiếm khi mới có dấu vết con người. Bên trong hạp cốc này tràn đầy hợp đài, không khí ẩm ướt bao phủ xung quanh. Thường thường vào buổi sáng, nơi này tràn ngập một mảnh sương mù dày đặc. Lúc này, nơi đây có sương mù nhàn nhạt lượn lờ, dưới ánh sáng mặt trời đang dần tiêu tan. Nương theo sương mù dần tan ra, có thể nhìn thấy dưới đáy hạp cốc này có một hồ nước. Hồ nước này như một mặt kính, không nổi lên chút sóng gợn nào. Nhưng ngay khoảnh khắc khi dị tượng lốc xoáy xuất hiện trong không trung, mặt hồ bình tĩnh cũng đột nhiên hiện lên một vòng sóng gợn, nhanh chóng tản ra hướng bên ngoài. Chính giữa sóng gợn NAT chầm chầm trồi lên một thứ.
Khi mới bắt đầu thì không thấy thứ đó như thế nào, nhưng sau một lúc, theo thứ này càng trồi lên thì rõ ràng đây là một khuôn mặt. Đây là một gương mặt cực kỳ yêu dị, loại anh tuấn này hiển nhiên không phải con người có thể có được. Nhất là đôi mắt lại lóe ra u quang. Hắn lẳng lặng nhìn lên không trung, khóe miệng dần lộ ra một nụ cười yêu dị. Rốt cục cũng đã tới, ta chờ một ngày này đã thật lâu. Giờ phút này, ở một góc xa xa, một nơi hẻo lánh trong yêu linh chi địa, nơi này là một bình nguyên, bên trên tràn đầy cây cỏ, lại có thêm hoa dại điểm sắc. Dù chưa tới gần nhưng đã có thể ngửi thấy hương vị cỏ xanh được từng trận gió thổi mang tới. Mùi hương này rất nhạt nhưng có một cỗ kỳ dị lực, khiến cho hết thảy những ai ngửi thấy, tâm thần sẽ khoáng thần điểm. Dần dần xung quanh phiến thảo nguyên này đã xuất hiện một số bộ lạc. Chi nhánh của luyện hồn bộ lạc cũng kéo dài tới nơi này. Nhưng cổ quái là hồn phiên ở nơi này lập tức mất đi một chút uy lực. Hồn phách bên trong hồn phiên phảng phất như bị một lực lượng nào đó đè nén, căn bản không dám ra ngoài. Nếu là cường hành sử xuất hồn phách ra thì thường là mới tản ra đã lập tức quỷ dị tiêu tan. Do đó, nơi này bị luyện hồn bộ lạc từ bỏ. Phiến thảo nguyên này, nếu là từ trên không trung nhìn xuống thì rất là bình thường. Nhưng nếu có tuyệt đỉnh cao thủ về mặt cấm chế thì chắc chắn trên trán sẽ đổ cả mồ hôi lạnh. Nơi đây rõ ràng chính là một khu vực cấm chế khổng lồ. Bên trong này không biết có bao nhiêu cấm chế tồn tại. Những cấm chế này nếu một khi mở ra có oai lực có thể hủy thiên diệt địa. Không ai biết bên dưới phiến thảo nguyên này có một cỗ truyền tống trận từ xa xưa. Nếu ngược dòng trận pháp này thì có thể đến được thời điểm năm đó, khi tiên giới còn chưa sụp đổ. Tiên giới chi trận. Thông qua trận pháp này, sử dụng phương thức đặc thù và tín vật, liền có thể tiến vào một trong năm tòa tiên phủ của yêu linh chi địa. Năm tòa tiên phủ của yêu linh chi địa, ngoài trừ bốn tòa thì tòa thứ năm không ai biết ở nơi nào. Nếu muốn mở ra thì nhất thiết phải toàn bộ mở ra bốn tòa tiên phủ bên ngoài. Truyền tống trận này nối liền với một trong những tòa tiên phủ bên ngoài. Bên trong là một mảnh tiên thiệt lượn lờ, nơi chốn điêu tam hết thảy đều là những thứ phi phàm. Chỉ có điều tuy nói như thế, tuy nơi đó phảng phất như tiên cảnh, nhưng đưa mắt nhìn đến thì rất trống trải, bất chi bất giác có một cỗ khí tức lạnh như băng bao phủ. Đứng ở nơi này liền có cảm giác lạnh lẽo và cô độc. Tiên phủ này có hình chữ quy, có nhiều lầu các bao quanh một đại điện cao nhất ở bên trong. Lúc này đây, bên trong đại điện này có một thanh niên đang khoanh chân ngồi đó. Người này ngọc thụ lâm phong, có một cỗ khí tức xuất trần tràn ngập. Trong tay hắn có một cuộn trúc giản. Trên cái bàn bên cạnh còn có một chén trà, nhiệt khí nhẹ nhẹ từ chén trà bay lên, hóa thành nhiều đóa hoa hư ảo, dần tiêu tan khi bay cao. Nam tử này thỉnh thoảng cầm chén trà lên uống một ngụm, thần sắc rất bình tĩnh. Chỉ có điều, khoảnh khắc khi dị tượng lốc xoáy xuất hiện bên ngoài tinh không, nam tử này buông quyển sách xuống, ngẩng đầu nhìn về phía xa, ánh mắt như xuyên thấu hư không, như trực tiếp nhìn thấy dị tượng giữa không trung vậy. Bọn họ đến. Người nói chuyện không phải là hắn mà là một nữ tử từ bên ngoài đại điện tiến vào. Nữ tử này tướng mạo thanh tú xinh đẹp, chỉ có điều hơi gầy yếu. Nàng đảo đôi mắt đẹp trên khuôn mặt trái xoan, nhìn rất mê người. Nàng mặc một bộ quần áo màu lam, bên trên cũng thêu hoa văn màu lam. Từ xa nhìn lại hai chân nữ tử này thon dài, tuy hơi gầy yếu nhưng càng thanh tú. Trên mặt nam tử lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn nữ tử đi tới nói. Chúng ta đợi nhiều năm như vậy, hy vọng lần này sẽ có thể thành công. Nữ tử ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng nhìn nam tử, gõ nhẹ lên trán, lại cười nói. Kế hoạch đã chuẩn bị lâu như vậy, chỉ cần chúng ta cẩn thận thêm chút nhất định sẽ không có gì ngoài ý muốn. Hai người cùng cười vang lên, tình cảm vợ chồng tràn ngập, mang theo không khí ấm áp thật lâu sau vẫn không tiêu tan. Bên trong động phủ trống trải cũng không còn lạnh lẽo nữa mà rất ấm áp, bởi vì họ đã có nhau. Hai người đạo lữ bọn họ đúng là Vân Tiên đạo lữ, sau khi tiến vào yêu linh chi địa năm đó, vô số năm qua vẫn chưa từng ra ngoài. Vương Uy, Hồ Quyên. Hắn thế nào? Vương Uy cầm lấy trúc giản, tướng mạo hắn anh tuấn, nhìn không thấy chút dấu vết già nua nào, phảng phất như một thanh niên chân chính, chỉ có bên trong đôi mắt ẩn chứa ngạo ý thâm sâu, thể hiện vô số năm trước, phong tư người này chắc chắn tuyệt ngạo thiên địa. Nữ tử Hồ Quyên cười khẽ, dịu dàng nói, kiếm linh này rất có nghị lực, chàng đem cho hắn bất diệt linh quyết, hắn đã tu luyện tới tầng thứ 8, đang tiến nhập vào tầng thứ 9. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì sắp tới sẽ có đột phá. Ánh mắt Vương Ngụy lộ ra vẻ tán thưởng, gật đầu nói, như thế cũng không uổng công ta giúp hắn một lần. Nói tới đây thần sắc của hắn có chút ảm đạm, lắc đầu nói, chỉ là ta thủy chung vẫn thấy khó hiểu, hay là thanh ải vẫn chưa chết. Nếu không thì làm sao có thể lần nữa ngưng tụ ra vũ chi kiếm tiên, khiến hắn trở thành kiếm linh. Đáng tiếc người này luôn kín mồm kín miệng, ta lại không muốn thương tổn tới vật của Thanh Xương, không tiện sưu tầm ký ức của nó. Hồ Quyên hạ giọng nói, có lẽ thanh ải muội còn sống. Dị tượng giữa không trung đồng thời với lốc xoáy trống rỗng gào thét xuất hiện. Không chỉ có Vân Tiên đạo lữ cùng với người ở dưới hạp cốc kia phát hiện ra manh mối. Bên trong hầm ngầm của Hoàng cung Phong Yêu quận cũng xuất hiện biến cố. Đây là thánh địa của Phong Yêu quận, lòng đất bên dưới nghìn trượng có một nơi hang động đá vôi cực kỳ khổng lồ.
một loạt các động đá dày đặc như tổ ong, lấy hoàng thành làm trung tâm, tràn ngập khắp phòng yêu quận. Mỗi hang động này đều có những đường nối với nhau, thông suốt cả bốn phía. Cuối cùng nối liền với hang động trung tâm khổng lồ nhất dưới hoàng thành. Bên trong khu vực hang đá rậm rạp này đặt đầy hài cốt. Hài cốt nơi này toàn thân màu đen, tản mát ra từng trận tanh tưởi. Thi khí gần như tràn ngập nơi nào, theo các thông đạo, cấp tốc bị hấp thu. Cuối cùng, vô tận thi khí tràn ngập khắp các hang động bên dưới phong yêu quận, lại ngưng tụ tới hang động trung tâm dưới hoàng thành. Hang động trung tâm này quá lớn, thành vòng tròn rộng không dưới nghìn trượng. Chính giữa có một cột đá cao ngấy, bên trên có một nữ tử khoanh chân ngồi đó. Nữ tử này tướng mạo cực kỳ đáng sợ, trên mặt nàng có một vết sẹo dài rất dữ tợn, nhìn qua căn bản không đếm được có bao nhiêu vết thương. Những vết thương này tuy đã được khâu lại nhưng theo nữ tử này hô hấp, dần dần sung huyết, trở nên đỏ thẫm, giống như có vô số con rết chằng chịt trên khuôn mặt nàng. Không chỉ trên mặt, ngay cả cánh tay của nữ tử này cũng có rất nhiều vết sẹo dữ tợn. Nơi nữ tử ngồi, bên dưới cột đá là một mảnh thi khí lượn lờ, giống như khí hải vân dũng. Thỉnh thoảng bay ra một ít vờn xung quanh nữ tử này, theo những vết sẹo chui vào trong cơ thể. Mỗi khi như thế, thân mình nữ tử đều run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, phảng phất như không thể chịu đựng được. Nhưng cuối cùng nữ tử này cũng cắn răng vượt qua. Vương Lâm, Diêu Tích Tuyết, ta chịu đựng được sự thống khổ này đều là vì ngươi. Ta hận không thể cắn nuốt ra thịt ngươi để báo đi mối thù này. Để có thể giết ngươi thì những thống khổ này không đáng gì cả. Ta vứt bỏ dung nhan cũng đáng gì. Nữ tử này lộ ra sự oán hận ngút trời. Nàng vĩnh viễn không bao giờ quên được khi một thân một mình xuất hiện ở Yêu Linh Chi Địa. Loại cảm giác bất lực và bàng hoàng khi biết phụ thân gặp nguy hiểm khiến cho trong lòng nàng mãi vẫn đau xót. Kỳ dị cảm ứng giữa người cùng huyết mạch khiến nàng biết được phụ thân mình đã lành ít dữ nhiều. Sự oán hận đối với Vương Lâm gần như đã khiến nàng trở nên điên cuồng. Vì báo thù, nàng buông tha cho hết thảy. Nàng biết nếu muốn có được tu vi thì cần phải được cổ yêu chi linh nơi này trợ giúp. Trải qua một loạt cố gắng, hành trình gian khổ và khuất nhục mà mỗi lần nàng nhớ tới đều giống như trải qua cơn ác mộng. Cuối cùng, rốt cục tại Phong Yêu Quận, nàng đạt được sự tán thành của Phong Yêu, rồi tiến vào nơi này triển khai một hồi truyền thừa. Nàng vĩnh viễn không quên được, ngay một khắc khi truyền thừa Phong Yêu, trong tâm thần nàng vẫn quanh quẩn thanh âm yêu dị kia. Ta có thể cho ngươi lực lượng đỉnh phong, cho ngươi có thể báo thù. Nhưng cái giá ngươi phải trả chính là thần thức và linh hồn của ngươi sẽ chậm rãi bị hủy diệt, sẽ thành thân thể của ta. Ta nguyện ý, chỉ cần ta có thể báo thù. Diêu Tích Tuyết nhắm hai mắt lại hấp thu một lần thi khí khiến nàng thống khổ nữa. Vừa hấp thu, nàng vừa nâng tay phải lên. Toàn bộ tay phải của nàng là một mảnh màu xanh, móng tay kéo dài, phát ra hào quang. Nàng thở sâu, hung hăng gây ra một đạo vết thương lên cánh tay trái. Đau đớn truyền đến khiến thân mình nàng run rẩy nhưng thần sắc nàng vẫn lạnh lùng. Loại thống khổ này nàng đã sớm quen thuộc. Tại khoảnh khắc khi miệng vết thương xuất hiện, lập tức vô tận thi khí mạnh mẽ theo miệng vết thương chui vào trong cơ thể nàng. Theo thi khí dũng mãnh tuôn vào, miệng vết thương dần dần khép lại, tạo thành thêm một vết sẹo. Vương Lâm, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Tâm linh nàng gào rít như cơn gió lốc quét khắp thiên địa. Lúc này đây, trong lốc xoáy trên bầu trời bên ngoài, Vương Lâm bước ra. Khoảnh khắc khi hắn xuất hiện, tâm thần không khỏi chấn động, mạnh mẽ nhìn về phía Phong Yêu Quận. Phương hướng đó, hắn mơ hồ cảm nhận được một cỗ oán khí ngập trời khiến cho tâm thần hắn cũng phải lay động. Loại cảm giác này chỉ xuất hiện trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất, coi như chưa từng xuất hiện. Vương Lâm nhíu mày, phía sau hắn, đám người Tư Đồ Nam lục tục theo lốc xoáy đi ra. Đoàn người này đứng ở giữa không trung nhìn xuống dưới. Đám người Tư Đồ Nam, trừ Phù Phong Tử thì đều là lần đầu tiên đến nơi này. Trần Đạo Tam Tử tuy cũng là người của thất cấp tu chân quốc Thiên Vận Tinh, nhưng trước đây đúng là không có hứng thú đối với Yêu Linh Chi Địa. Lúc này đây tiến đến, những người này không khỏi đánh giá một phen. Trở lại chốn cũ, Vương Lâm không khỏi cảm khái. Việc đầu tiên không phải là muốn đi tiên phủ, mà là muốn quay lại luyện hồn bộ lạc nhìn qua một cái. Năm đó khi hắn ra đi, vì quá mực vội vàng, hiện tại nghĩ lại thấy rất lo lắng. Luyện hồn bộ lạc là ta vì hoàn thành di nguyện của Độ Thiên Sư Phụ năm đó, từ nơi này phát triển mà lên. Không biết có còn tồn tại nữa không, lại còn Thập Tam. Vương Lâm không quên được Thập Tam lúc trước vẫn luôn đi theo mình, luôn tận tâm và trung thành. Thậm chí cả đời hắn, người trung thành như Thập Tam, hắn cũng chỉ mới gặp có một. Nghĩ đến Thập Tam, trong đầu Vương Lâm đồng thời bất chi bat giác hiện ra một cái tên. Hổ Bào. Thập Tam trung thành và Hổ Bào phản bội trở thành một cặp đối lập nhau khiến Vương Lâm nhớ rất sâu. Hắn không quên được khi mình ở bên trong cổ yêu thành, trước hơn 10 vạn đại quân yêu tương. Trực tiếp diệt sát tiến vào chính là vì để cứu hai người này. Ngay lúc đó hắn cũng chưa biết Hổ Bào đã phản bội, nhưng nếu biết thì hắn cũng sẽ làm như thế. Hắn càng không quên được ngày đó, khi nhìn lên không trung, nói ra mấy câu như là chứng đạo. Mọi việc trên thế gian, có cái nên làm, có cái không nên làm. Người tu đạo cầu trường sinh, thoát ly trói buộc của thiên mệnh, vốn tránh mầm tai vạ. Nên đón thiên vận, Thập Tam, Hồ Bào,
hai ngươi với ta không thân không quen, ta xông vào cung, đối đầu với yêu tương, chính là đối nghịch với thiên yêu quận. Có câu quân tử bất lập nguy tường chi hạ, điểm này là không đáng giá. Nhưng Vương Lâm ta đứng giữa đất trời, không cầu theo khuôn khổ cũ nghênh thiên hướng đạo, chỉ cầu cả đời không thẹn với lương tâm. Ta không phải là quân tử, cũng không phải là tiểu nhân, không chân thành cũng không gian dối. Chỉ có điều, thiên kinh địa nghĩa, đôi lúc vì chấp niệm mà cần thực hiện. Dựa theo điểm này, ta không thích hợp trở thành một người tu đạo, nhưng có một số việc ta cũng muốn làm. Nếu không cứu thập tam, cả đời Vương Lâm ta cầu đạo, cầu quân là đạo gì? Vương Lâm nhìn đất trời quen thuộc, thở dài một cái, vỗ túi trữ vật. Lập tức trong tay xuất hiện một thạch bàn to bằng một bàn tay. Vật này chính là thứ thiết yếu để đi thông tòa tiên phủ thứ tư. Hắn đem vật này giao cho Tư Đồ Nam, lại tỉ mỉ kể lại một số nơi đã phá giải cấm chế năm đó. Tư Đồ Nam nhìn kỹ Vương Lâm một cái, với hiểu biết của lão đối với Vương Lâm, tự nhiên biết rằng Vương Lâm tất nhiên là muốn đi gặp một số cố nhân. Vì thế lão cũng không nói thêm lời nào dư thừa. Với tu vi của lão, Phù Phong tử và Ngân Y nữ tử, lại có thêm Trần Đạo Tam tử và đám người đại đầu, muốn phá giải những cấm chế đó cũng không khó. Khó khăn chân chính đó là cấm chế của tiên phủ cuối cùng. Dựa theo phương pháp của Vương Lâm để mở ra thạch bàn, bóng dáng của Tư Đồ Nam và những người kia đột nhiên biến mất, xuất hiện ở bên trong tiên phủ năm đó mà Vương Lâm đã tới, bắt đầu mạnh mẽ bài trừ cấm chế. Toàn bộ tiên phủ có vô số cấm chế, chỉ khi toàn bộ số cấm chế này bị phá thì mới có thể vào được vị trí trung tâm, cũng chính là mục tiêu của mọi người. So với Thiên Vận Tử, Lăng Thiên Hầu đã nắm giữ tiên phủ đã sớm được đả thông. Tòa tiên phủ của Vương Lâm này không thiếu khiếm khuyết. Hơn nữa lệnh bài của tòa tiên phủ này còn nằm trong tay Vương Lâm. Chỉ trừ một số địa phương đặc thù thì bất cứ lúc nào hắn cũng có thể tiến vào bên trong động phủ. Với tu vi của Vương Lâm lúc này, chỉ hơi biến đổi đôi chút trên lệnh bài là đám người Tư Đồ Nam có thể thuận lợi tiến vào động phủ mà không bị một công kích nào. Giải quyết xong vấn đề này, Vương Lâm trầm ngâm một lát, thần thức bỗng nhiên tản ra, lan tràn về bốn phía. Với tu vi khuy niết trung kỳ bây giờ, hắn đã dễ dàng đem thần thức bao trùm toàn bộ yêu linh chi địa. Nhưng nháy mắt khi thần thức của Vương Lâm tản ra, bên trong Hỏa Yêu quận, tượng đá màu đen đang được tộc nhân của Luyện Hồn bộ lạc nâng hướng đô thành, bỗng nhiên tản mát ra hắc quang nồng đậm, hắc quang này tràn ngập vẻ lạnh như băng. Tản mát ra một cỗ lực lượng kỳ dị phóng lên cao, cùng với thần thức của Vương Lâm trong phút chốc đã dung hợp chặt chẽ. Hắc quang do tượng đá màu đen tản mát ra ngày càng đậm, một lúc sau gần như đã tràn ngập hơn phân nửa không trung của Hỏa Yêu quận. Vô số tộc nhân của Luyện Hồn bộ lạc bỗng nhiên ngơ người nhìn tượng đá của lão tổ. Không biết ai là người phản ứng đầu tiên, lập tức quỳ phục xuống mặt đất. Ngay sau đó, toàn bộ người của Luyện Hồn bộ lạc ánh mắt đều lộ ra vẻ kích động, đều quỳ sụp xuống. Lão tổ hiền linh, lão tổ hiền linh. Từng trận gầm giống như yêu lôi gào rít, ầm ầm vang lên. Ánh mắt của Âu Dương Hoa lộ ra vẻ không thể nào tin nổi, mạnh mẽ nhìn về phía thập tam. Lúc này đây, thân mình của thập tam không ngừng run rẩy, kinh ngạc nhìn khâu trung xa xa. Hắn mơ hồ có điều cảm ứng. Lão tổ đã về. Âu Dương Hoa thở sâu, trong mắt hiện lên vẻ mừng như điên. Đối với lão tổ Vương Lâm, trong lòng luôn kính trọng, thậm chí sợ hãi còn nhiều hơn, bởi vì nỗi sợ hãi này gần như chiếm cứ nên mấy trăm năm qua. Dù cho Luyện Hồn bộ lạc ngày càng cường đại, nhưng trong lòng hắn cũng không có nửa điểm phản nghịch. Hai mắt Vương Lâm tuôn ra tinh quang, lộ ra vẻ cổ quái. Trong thần thức hắn đã nhận ra Luyện Hồn bộ lạc, thấy được Luyện Hồn bộ lạc không ngờ mở mang hơn năm đó vô số lần. Đó chỉ là điều thứ hai, chân chính khiến hắn cảm giác không thể tin nổi, chính là lực lượng kỳ dị dung nhập với tâm thần hắn sau khi thần thức tản ra. Lực lượng này cực kỳ quỷ dị, hơn ngàn năm tu đạo của Vương Lâm, hắn đã tiếp xúc với rất nhiều loại lực lượng nhưng loại lực lượng kỳ dị này hắn cũng chưa từng gặp qua. Hắn không thể nói rõ được loại cảm giác này như thế nào, chỉ là nháy mắt khi lực lượng kỳ dị này dung nhập vào trong thần thức. Trong đầu hắn lại ầm một tiếng, vô số hình ảnh kịch liệt lóe lên. Những hình ảnh này không chút ngoại lệ, toàn bộ đều là một đám người của Luyện Hồn bộ lạc hướng về tượng đá cúng bái. Ánh mắt của bọn họ đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt không thể tưởng tượng được. Phảng phất như tượng đá này nói ra một câu, bọn họ đều không tiếc nỗ lực đại giới để hoàn thành, sợ rằng dù mất đi tính mạng cũng sẽ không oán hận. Loại cuồng nhiệt đáng sợ này dù là Vương Lâm cũng phải động dung. Đây đúng là hình ảnh hàng trăm vạn tộc nhân Luyện Hồn bộ lạc ngày ngày cúng bái trong mấy trăm năm qua. Cảnh tượng này khiến cho trong tượng đá in ra một loại lực lượng kỳ dị khiến Vương Lâm cũng không thể giải thích được. Trầm ngâm một lúc, thân mình Vương Lâm hướng về phía trước nhoáng lên, tiến tới một bước, thân hình đã biến mất. Khi hiện ra hắn đã ở trên bầu trời Hỏa Yêu quận. Hắn đứng đó, liếc mắt nhìn xuống đã thấy hành động của hơn trăm vạn người quỳ phục xuống. Hàng trăm vạn người, nói ra có lẽ không có cảm giác lớn lao nhưng lúc này Vương Lâm mắt nhìn không thấy cuối. Dường như toàn bộ thiên địa đều bị chiếm cứ, một cây đại phiên cắm trên mặt đất theo gió bay phấp phới, hồn phách gào khóc nức nở, truyền khắp thiên địa. Khoảnh khắc khi thân mình Vương Lâm xuất hiện, toàn bộ hồn phách sở có đều phát ra âm thanh bé nhọn, nhất tề quanh quẩn, phảng phất như gặp được chủ nhân chân chính của mình. Thân mình Âu Dương Hoa run lẩy bẩy,
trong mắt lộ ra vẻ kích động mà mấy năm qua chưa từng xuất hiện. Ngơ ngác nhìn Vương Lâm vừa hiện ra trên bầu trời, run run nói: "Âu Dương Hoa tham kiến lão tổ, cung nghênh lão tổ trở về." Lời này vừa ra, lập tức trên mặt đất có người ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc mỗi tộc nhân khi nhìn lên thấy được Vương Lâm, trong đầu như vang lên một tiếng ầm, tâm thần kịch chấn. Không chút nghi ngờ, họ chỉ cần liếc mắt là đã nhận ra người này chính là lão tổ mấy trăm năm của luyện hồn bộ lạc Vương Lâm. Hết thảy điều này chính là vì bức tượng đá màu đen này. Hình dáng khắc trên tượng đá đúng là khắc Vương Lâm. Lão tổ, đúng là lão tổ. Lão tổ đã trở lại, lão tổ không vứt bỏ chúng ta. Lão tổ đã trở về. Trong những âm thanh vui mừng kinh ngạc có cả sự cuồng nhiệt, rất nhanh đã hóa thành những tiếng sấm ầm vang. Hàng trăm vạn người đồng thời kích động, liên tục gầm vang không ngờ cũng khiến cho đại địa run rẩy, tầng mây trên bầu trời không thể không bị xua tan. Cung nghênh lão tổ. Không biết ai là người đầu tiên nói ra câu này nhưng cuối cùng gần như tất cả tộc nhân luyện hồn bộ lạc đều mở miệng. Âm thanh này lớn đến độ hai tai Vương Lâm cũng phải trở nên ù ù. Trong bọn họ, mỗi một tộc nhân của luyện hồn bộ lạc đều có sự cuồng nhiệt khiến cho Vương Lâm cũng phải động dung. Với định lực của Vương Lâm mà lúc này cũng không khỏi ngây người một lúc. Hắn rõ ràng cảm thấy theo tiếng hét của hàng trăm ngàn người này có một cỗ khí tức màu trắng từ trên thiên linh của họ tràn ra. Nhất tề hướng về bên trong đô thành, cuối cùng dung nhập vào bên trong bức tượng đá màu đen kia. Bức tượng đá càng thêm mượt mà, sáng bóng, mơ hồ còn có cảm giác yêu dị. Thập Tam lao ra khỏi đám người, cách không hướng về Vương Lâm lập tức quỳ một gối xuống đất. Thân mình không ngừng run rẩy, nhưng thanh âm vang lên cũng là lớn nhất trong mấy trăm năm lại đây. Thập Tam cung nghênh lão tổ trở về. Lời nói của Thập Tam lần nữa châm ngòi cho sự cuồng nhiệt của vô số người trên mặt đất. Một tiếng hét lớn long trời lở đất còn lớn hơn nữa lại vang lên, càng nhiều khí tức màu trắng dung nhập vào trong tượng đá. Cây hồn phiên phấp phới, giống như một hải dương màu đen nổi lên trên mặt đất. Từ trong hồn phiên, hồn phách lại tràn ra, hóa thành màn xương đen vô tận, tràn ngập khắp cả Hỏa Yêu quận. Số lượng hồn phách này dĩ nhiên đã nhiều đến độ không thể tưởng tượng được. Nhìn những tộc nhân của luyện hồn bộ lạc, trong đó có một số người tuy Vương Lâm không thể gọi lên tên, nhưng nhìn rất quen mắt, rõ ràng là cố nhân năm đó của hắn. Ta đã trở về. Âm thanh của Vương Lâm chậm rãi truyền ra, từ trên trời giáng xuống, vang lên trong tai của tất cả mọi người. Chỉ có một câu bốn chữ đơn giản nhưng nội dung bao hàm trong đó cũng như thiên lôi gào thét, khiến cho tất cả tộc nhân của luyện hồn bộ lạc đều gieo hò. Bên trong từng trận gieo hò này, dưới sự cuồng nhiệt của tất cả tộc nhân luyện hồn bộ lạc, thân mình của Vương Lâm nhẹ nhàng hạ xuống, cuối cùng đứng trên tường thành của đô thành Hỏa Yêu quận. Hắn xa cách đã mấy trăm năm, lần nữa đã trở về. Vương Lâm trở về, khiến cho luyện hồn bộ lạc bên trong Hỏa Yêu quận đốt lên ngọn lửa cuồng nhiệt. Mà từ nay về sau cái tên Hỏa Yêu quận cũng bị xóa sổ, dưới một câu nói của Vương Lâm đã trở thành Luyện Hồn Tông. Toàn bộ Luyện Hồn Tông có hơn trăm vạn đệ tử, nếu là đem tất cả hồn phách trong hồn phiên của tất cả các đệ tử gom lại một chỗ, thì số lượng lại càng không thể tưởng tượng được, cực kỳ kinh người. Thậm chí có thể nói Luyện Hồn Tông dù là ở thất cấp tu chân quốc cũng là một cỗ lực lượng không kém. Độn Thiên sư phụ, lời hứa năm đó, đệ tử đã làm được rồi. Vương Lâm nhìn không trung, lẩm bẩm nói. Theo Luyện Hồn Tông truyền xuống đại lượng công pháp tu luyện, mọi người trong Luyện Hồn Tông đều điên cuồng tu luyện. Ngoài ra, sau khi do dự một lúc, Vương Lâm đem cửu truyền luyện tiên quyết mà tứ sư tỷ của Tử Hệ Thiên Vận Tông năm đó truyền cho hắn thắc ấn ra, trở thành đệ nhất cấm pháp của Luyện Hồn Tông. Nếu có thể tu luyện cửu truyền luyện tiên quyết tới cực hạn, thì xoắn ốc khí sinh ra có uy lực cực lớn. Mặc dù nói đối với Vương Lâm đã không có hiệu quả nhưng đối với đệ tử của Luyện Hồn Tông mà nói liền giống như tiên thuật. Ngoài ra, Vương Lâm đã hạ quyết tàn, ở trong Luyện Hồn Tông mở ra đại lượng cấm chế, lại dưới sự tràn ngập của vô số hồn phách, tiến nhập tàng phẩm các. Tàng phẩm các bị Vương Lâm phong ấn tại bên trong nhục thể, chỉ cần một ý niệm là có thể. Căn bản không cần chân chính xuất ra, trên thực tế từ khi hắn đạt được tàng phẩm các đến nay, cũng chỉ mới chân chính xuất ra một lần đó là trước khi tiến vào Yêu Linh Chi Địa ở Thủy Linh Tinh. Sau khi bố trí đại lượng cấm chế mới xuất và mở ra. Mục đích là nhằm đưa tới cho Tư Đồ Nam một hồi tạo hóa. Cho đến nay, Vương Lâm vẫn còn nhớ rõ, sau khi Tư Đồ Nam nhìn thấy tàng phẩm các và biết rõ địa vị của vật này, ở tiên giới năm đó thì mồm há rộng ra. Vẻ mặt ngây dại, thần sắc lộ vẻ không dám tin. Loại vẻ mặt này có thể nói là cực kỳ hiếm khi xuất hiện trên người Tư Đồ Nam. Tư Đồ Nam phản ứng tới độ hai mắt bắn ra hào quang, dù là ban đêm hào quang kia cũng như nhật nguyệt, đem dao động trong lòng biểu hiện ra không chút nghi ngờ. Tiên thuật chia làm ba phẩm hạ, trung, thượng phẩm, cũng có cực phẩm tiên thuật tồn tại. Chỉ có điều đến hiện tại, dù một bản hạ phẩm tiên thuật đầy đủ cũng khiến nổi lên một trường hạo kiếp. Phần lớn còn truyền lưu là một số tiên thuật tàn khuyết. Từ những tiên thuật tàn khuyết này sinh ra cấm pháp thì uy lực tự nhiên xa xa không bằng được tiên thuật chân chính. Chỉ có tu sĩ đại thần thông mới có tư cách và thực lực để đạt được tiên thuật hoàn chỉnh. Chỉ có điều tiên thuật hoàn chỉnh cũng thật sự rất hiếm thấy. Càng không nói tới trung phẩm tiên thuật và thượng phẩm tiên thuật hoàn chỉnh.
chúng tuyệt đối có thể khiến cho tất cả tu sĩ lâm vào điên cuồng. Mặc dù tu vi đạt đến toái nhất cũng đồng dạng rung động tâm thần. Nếu để bọn họ biết rằng tầng cuối cùng trong tàng phẩm các có được tiên thuật của tiên đế Bạch Phàm năm đó, những người này chắc chắn sẽ phát cuồng lên. Dù sao bên trong tàng phẩm các gần như bảo tồn tuyệt đại bộ phận tiên thuật của Lôi Chi tiên giới năm đó. Huống chi tầng cuối cùng, ngoại trừ tiên thuật của tiên đế Bạch Phàm còn có tiên quân thuật. Lúc này đối với tu sĩ toái nhất mà nói thì gần như là một tòa thiên đại bảo tàng. Tu sĩ toái nhất còn như thế thì không cần phải nói tới tu sĩ tịnh nhất và khuy nhất. Cho nên đối với tàng phẩm các này, Vương Lâm cực kỳ cẩn thận, một lần mở ra ở Thủy Linh Tinh. Tư Đồ Nam từ bên trong tàng phẩm các đạt được rất nhiều lợi ích. Nhất là ánh mắt mừng như điên sau khi đi ra kia khiến cho Vương Lâm hiểu rằng, tuy tu vi của Tư Đồ Nam không có biến hóa nhưng lấy thiên tư kinh người của mình, cũng có nhiều tiên thuật thì tại Yêu Linh Chi Địa này, lão tuyệt đối chính là một cỗ lực lượng đáng sợ. Khi tàng phẩm các mở ra, Vương Lâm lựa chọn sử dụng một loại trung phẩm tiên thuật tên là Uẩn Linh. Sau khi hiểu rõ, coi đây là cái giá phải trả, Trần Đạo Tam Tử gần như không chút nghĩ ngợi, không hề do dự đồng ý tiến vào Yêu Linh Chi Địa. Lúc này, khi Vương Lâm sưu tầm trong tàng phẩm các, tổng cộng xuất ra 4 loại hạ phẩm tiên thuật. Tu vi của đệ tử Luyện Hồn Tông thuộc loại trạng thái dị dạng, khả năng khống chế hồn phách thì có thường hết thảy tu vi đều ký thác ở trên một cây hồn phiên. Cho nên những tiên thuật Vương Lâm xuất ra đa phần đều có liên quan đến hồn phách. Dù là như thế, tiên thuật cũng không phải là thứ mà đệ tử của Luyện Hồn Tông có thể trực tiếp tu luyện. Vương Lâm lấy tiên thuật làm căn bản, phân ra nhiều loại cấm pháp rồi mới chuyển xuống. Về phần Âu Dương Hoa, Vương Lâm không keo kiệt, xuất ra một loại hạ phẩm tiên thuật đầy đủ tên là Luyện Hồn Thành Tiên, C. Oi như là phần thưởng cho mấy trăm năm qua của Âu Dương Hoa. Không phải Vương Lâm không cho trung phẩm tiên thuật mà là tu vi Âu Dương Hoa dị dạng cực kỳ. Người này nếu toàn bộ thi triển ra 99 căn hồn phiên thì có thể đánh một trận với tu sĩ vấn đỉnh kỳ. Nhưng nếu không có hồn phiên thì tu vi xuống dốc không phanh. Đưa cho hắn tiên thuật Luyện Hồn Thành Tiên này, đối với Âu Dương Hoa mà nói thì sẽ rất khó tu luyện. Dù sao đây cũng là tiên thuật đầy đủ, đối với Thập Tam, có thể nói là Vương Lâm không tiếc cái gì. Trước đấy, hắn sử dụng tiên phủ Ngọc Giản đi tiên phủ một chuyến ngắn. Từ chỗ những người kia phá bỏ cấm chế tìm được Lôi Cát, trực tiếp lấy ra rất nhiều rồi lập tức quay lại. Lấy máu tươi của Lôi Cát cự ma tộc để cho Thập Tam ngâm mình vào, khiến cho trong thời gian ngắn thân thể hắn diễn ra một hồi biến hóa nhảy vọt. Tuy nói thống khổ trong đó thường nhân căn bản không thể chịu đựng được nhưng Thập Tam cũng kiên trì cắn răng chịu đựng. Cuối cùng Vương Lâm hơi chút do dự, ánh mắt chợt lóe lên, dùng máu tươi vương tộc cổ thần của chính mình điểm lên mi tâm của Thập Tam. Nháy mắt thân mình Thập Tam trở nên run rẩy kịch liệt. Lấy hắn định lực cũng không thể chịu đựng được loại đau đớn như cắn nuốt thân thể này. Sau khi trải qua một loạt biến hóa, có thể nói Thập Tam từ trong thống khổ lại tái sinh. Cả người hắn tản mát ra khí tức như một ma thần. Sự cường đại của thân thể hắn có thể đủ để liều mạng với tu sĩ vấn đỉnh hậu kỳ, lại có được tiềm lực vô tận. Gần như thế vẫn thấy chưa đủ, Vương Lâm lại từ trong túi trữ vật xuất ra đại lượng pháp bảo. Đem toàn bộ số này nhất nhất hòa tan, lấy phương pháp luyện chế tiên vệ để dung nhập vào trong cơ thể của Thập Tam. Nhưng không thương tổn đến hồn phách của hắn. Dưới thống khổ đến không tưởng được, đáy lòng luôn trung thành điên cuồng đối với Vương Lâm, kiên trì đi tới. Sau khi được vô số pháp bảo dung hợp, thân thể vừa mới đạt tới cảnh giới tiên vệ ngân thi, nhưng có thể chống cự lại được tu sĩ âm hư công kích, lại có thần trí thanh tỉnh, hoàn toàn khác tiên vệ. Dù sao Vương Lâm sẽ không sử dụng Thập Tam để luyện chế tiên vệ. Đối với Thập Tam, trong lòng Vương Lâm rất có cảm tình. Hắn gần như chứng kiến Thập Tam lớn lên. Trong lòng hắn có hai đệ tử, đại đệ tử chính là Kính Thập Tam, còn nhị đệ tử chính là Tạ Thanh ở La Thiên xa xôi kia. Đối với đệ tử của mình, nhất đệ tử trung thành như thế này, Vương Lâm sẽ không keo kiệt. Từ trong tàng phẩm các, hắn lựa chọn một loại trung phẩm tiên thuật đầy đủ tên là tiên phách thuật chia làm 3 bước. Truyền thụ cho Thập Tam, chỉ cần Thập Tam tu luyện từng bước một. Sau khi hoàn toàn tu luyện cả 3 thì có thể chân chính tu luyện tiên phách thuật này. Ngoại trừ Thập Tam và Âu Dương Hoa, còn có một số đầu lĩnh, dưới sự bày mưu tính kế của Vương Lâm, cũng đều có thể tu luyện những cấm pháp mà hắn cố ý chuẩn bị vì Luyện Hồn Tông. Đối với Luyện Hồn Tông, Vương Lâm không tham dự vào nhiều mà là cho nó tự nhiên phát triển. Sau khi truyền thụ pháp thuật thần thông, Vương Lâm lại vỗ túi trữ vật. Thời gian gần đây hắn đạt được rất nhiều pháp bảo. Lúc này đưa ra vô số phi kiếm và pháp bảo để tạo nên tàng bảo các trong Luyện Hồn Tông. Để đám người Âu Dương Hoa an bài, thưởng cho những đệ tử có cống hiến cho Luyện Hồn Tông. Làm xong hết thảy, Vương Lâm cũng hoàn thành một phen tâm nguyện. Một mình một người, không để kẻ nào đi theo đi tới phía trước bức tượng đá màu đen kia. Tượng đá màu đen này đã bị chuyển tới thung lũng phía sau hoàng cung của Đô Thành. Thung lũng này Vương Lâm cũng không xa lạ. Năm đó khi hắn một mình đến nơi đây, phóng xuất ra cổ yêu bối la, khiến nó thành công cắn nuốt hỏa yêu linh. Thung lũng này vẫn chưa thay đổi, giống như mấy trăm năm trước. Đứng ở chỗ này, Vương Lâm hơi chút ngẩn ngơ, phảng phất như chân chính trở về mấy trăm năm trước. Chẳng qua chỗ đặt pho tượng của cổ yêu linh này đã đổi thành tượng đá màu đen, trên đó đều khắc bộ dáng của chính mình.
Nhìn tượng đá này, Vương Lâm như có ảo giác. Dường như bức tượng này là chính mình, phảng phất như bức tượng đá này là người sống vậy. Vì sao lại thế? Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, mọi việc có liên quan đến bức tượng đá này hắn đã hỏi qua Thập Tam. Hắn biết rằng đá này chỉ là một khối đá tầm thường, được Thập Tam dựa theo trí nhớ điêu khắc thành bộ dáng của Vương Lâm. Nguyên bản khi vừa hoàn thành điêu khắc, trừ bỏ những người đã gặp qua Vương Lâm có thể mơ hồ nhìn thấy đôi chút tương tự, thì người ngoài căn bản là không thể nhận ra. Dù sao bọn người Thập Tam không phải là người có tay nghề. Trên bức tượng đá này lại cực kỳ thô ráp. Đám người Thập Tam và Âu Dương Hoa không có biện pháp. Sở dĩ điêu khắc bức tượng này là vì để lão tổ vĩnh viễn tồn tại trong lòng, khiến cho bức tượng này trở thành tượng trưng tinh thần của luyện hồn bộ lạc. Giống như sự tồn tại của cổ yêu linh ở trong yêu linh chi địa vậy. Nhưng quỷ dị chính là theo thời gian trôi qua, với luyện hồn bộ lạc ngày càng có thêm nhiều người. Vô số người hàng ngày cúng bái, ánh mắt của tượng đá không ngờ trở nên quang hoạt, khiến cho đám người Thập Tam cũng không thể tin nổi. Ngoài ra sự thô ráp bên ngoài tượng đá đã biến mất, hơn nữa bộ dáng cũng chậm rãi thay đổi. Mấy trăm năm, bức tượng đá không ngờ lúc đầu chỉ có chút tương tự như Vương Lâm nhưng tới hôm nay đã giống Vương Lâm như đúc. Thậm chí vẻ tang thương của ngàn năm tu đạo cũng hiện rõ trên bức tượng. Loại chuyện này khiến cho đám người Thập Tam và Âu Dương Hoa cảm thấy rất mê muội, cuối cùng chỉ có thể đổ lỗi cho lão tổ Hiền Linh. Bức tượng đá này khiến Vương Lâm nổi lên hiếu kỳ. Cả đời này sự việc khiến hắn tò mò cũng không nhiều lắm. Chỉ lúc này cũng là vô tình có ý niệm đem hết thảy chuyện này làm sáng tỏ. Dù sao tượng đá này quá mức quỷ dị. Vương Lâm cau mày, chậm rãi đi tới vài bước, tiến về phía trước bức tượng đá. Nhìn đôi mắt của bức tượng này, sau khi ngưng thần quan sát, thần sắc Vương Lâm lập tức biến hóa. Cảm giác như bức tượng đá này cũng đang chăm chú nhìn lại mình phút chốc nổi lên trong lòng. Bốn phía không phải rất yên lặng, xa xa thỉnh thoảng có tiếng reo hò của tộc nhân luyện hồn bộ lạc truyền đến. Nhưng trong cảm giác của Vương Lâm nơi này cũng thật sự yên lặng, coi như hết thảy không tồn tại. Duy nhất còn lại chỉ có hắn và bức tượng đá này. Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên, hắn nâng ngón trỏ tay phải lên hướng về mi tâm bức tượng, chậm rãi hạ xuống. Đến đây thì cũng khép lại tập 207 Tiên Nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.